Và xin chào bạn, tôi là Tuấn Anh đến từ phòng khảo sát của công ty cổ phần kiến trúc Sato. Và hôm nay tôi đang có một chuyến đi về tại huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam để tiến hành thăm lại công trình mà chúng tôi đã thiết kế cho gia đình anh, cho gia đình bác Trung Tiến Trọng, Trung Tiến Trong ở khu vực Kim Bảng Hà Nam. Thì bác Trung Tiến Trong có nhờ bên công ty chúng tôi thiết kế một công trình nhà 2 tầng mái thái rất là hiện đại từ tháng 8 năm 2019. Và sau đây chính là công trình mà chúng tôi đang thiết kế cho gia đình bác Trong. Và công trình này thì đang trong quá trình thi công để hoàn thiện phần mái và phần tô tát ở bên ngoài. Trên tay tôi đây chính là cái thiết kế mà chúng tôi đã thiết kế cho gia đình bằng trong ở Kim Bảng Hà Nam. Thì trước mặt các bạn đây chính là cái phối cảnh mặt tiền của cái mẫu nhà 2 tầng mái thái này. Thì mẫu nhà 2 tầng mái thái này là theo phong cách hiện đại
và toàn bộ cái phần mà ở dưới này thì bác có thể dùng bằng hệ cửa, chỉ có một cái cửa này là cửa gỗ thôi các bạn nhé. Hầu hết thì bác đi cái hệ nhôm hệ hết hoàn toàn 100%. Thì trước mặt các bạn đây chính là cái phối cảnh mặt tiền 3D, mặt tiền chính. Thì đây là khu vực sảnh phụ của gia đình bác. Đấy, và bây giờ tôi sẽ giới thiệu qua với các bạn cái mặt bằng của tầng 1, tầng 2 và toàn bộ khu vực bản vẽ này. Thì mặt bằng của tầng 1 thì chúng tôi thiết kế cho bác là trên cái kích thước của cái mẫu nhà này như sau, là có 8 mét mặt tiền và chiều sâu là 12m4. Thì tổng công trình này là cái diện tích sử dụng nó rơi khoảng tầm là gần 100m2 các bạn nhé. Thì ở dưới tầng 1 thì chúng tôi có bố trí cho bác một cái khu phòng khách rộng 20,48m2 và liên thông vào ở trong thì sẽ có một khu vực phòng bếp với phòng ăn rộng 20,5m2. Ở dưới tầng 1 thì chúng tôi có bố trí cho gia đình bác một cái khu vực phòng ngủ rộng 17,68m2, đây khu vực phòng ngủ đây, và một nhà vệ sinh chung ở khu vực này, và nhà vệ sinh chung này thì có diện tích là 2,89m2. Đây là khu vực sảnh phụ của gia đình bác, và trong này chúng tôi có bố trí một cái cửa để ra khu vực phía sau. Đây chính là cái mặt bằng 3D của cái công trình này. Đấy, nhìn vào cái mặt bằng 3D này thì các bạn sẽ hình dung ra toàn bộ được cái bộ bản vẽ này. Thì ở chỗ nhà vệ sinh này thì chúng tôi có bố trí riêng cho bác một cái chỗ lavabo ở ngoài để rửa tay. Tiếp theo là mặt bằng kiến trúc tầng 2. Mặt bằng kiến trúc tổ tầng 2 thì chúng tôi có bố trí cho bác như sau. Thứ nhất là ở tầng 2 thì sẽ có 3 phòng ngủ. Trong đó sẽ có một phòng master. Phòng master này khá là rộng và có diện tích là 20,3m2, 20,03m2. Có bố trí thêm một nhà vệ sinh ở trong rộng 4,4m2. Đấy, sẽ có một phòng thay đồ riêng luôn. Tiếp theo sẽ đến khu vực phòng thờ. Phòng thờ này có diện tích cũng vừa phải, là có rộng diện tích là 8,2m2, 8,18m2. Và trong phòng thờ thì chúng tôi bố trí cho gia đình bác một cái tủ sách. Tiếp theo là một phòng ngủ số 3 khá là rộng, là có diện tích 19,74m2 này. Và một phòng ngủ số 4 là rộng 12,56m2. Và ở khu vực này thì chúng tôi có bố trí cho gia đình bác một cái nhà vệ sinh chung của toàn bộ khu vực tầng 2. Đây chính là cái mặt bằng kiến trúc 3D của cái mẫu nhà này. Đấy, thì sau đây tôi xin mời các bạn vào toàn trong công trình để xem toàn bộ công trình. Đây chính là không gian phòng khách. Đấy, sau này thì ngay ở chỗ này thì sẽ bố trí một cái hệ lan ngăn cách giữa phòng khách và phòng bếp, khu vực phòng bếp của gia đình bác. Thông thường từ đây thì đây là chính là khu vực phòng khách và phòng bếp của gia đình bác luôn. Ôi nhớ ơi, vào đây ơi. Rồi, đang giới thiệu về làm gì mà. Đây là đây, khu vực sảnh phụ của gia đình bác. Đang coi phim giới thiệu về khu vực đấy ra. Tiếp theo ở đây chính là phòng ngủ. Phòng ngủ này mình có thay đổi theo ngoài thiết kế là bố trí nhà vệ sinh cặp kín. Đúng rồi, cặp kín, đúng rồi. Đây chính là khu vực phụ của gia đình bác, khu vực phòng ngủ số 1 ở phía tầng 1 của gia đình bác. Cái khuôn gỗ này là khuôn gỗ bằng gỗ gì đây bác? Gỗ lim. Gỗ lim hết đúng không ạ? Lim hết. Vâng. Thì phòng ngủ này thì bác có thay đổi so với thiết kế là bác sẽ bố trí một nhà vệ sinh khép kín ở con này. Đây. Phòng ngủ này có khép kín các bạn nhé.
Và tiếp theo là ở khu vực ngoài này là khu vực bếp ăn. Đây, ở ngoài này chính là khu vực phòng bếp và phòng ăn của gia đình bác Trọng. Ngoài này chính là khu vực phòng bếp và phòng ăn. Và khu vực phòng bếp phòng ăn này rộng 20.5 m². Đấy, và ở phía trong kia chính là khu vực nhà vệ sinh. Tiếp theo thì sẽ lên khu vực tầng 2. Nhà mình dự kiến đến hôm nào là sẽ tháng mấy thì xong bác? Tết đó. Tết là xong, còn hiện đến chú ạ. Đây cho bác. Bây giờ tăng thêm cầu thang để lên phần mái đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi. Đây ở dưới khu vực này chúng tôi có bố trí cho bác thêm một cái khu vực xếp ở trên cái mái nhà vệ sinh để chứa đồ của mùa đông hoặc là những cái đồ đạc mà không dùng đến thì sẽ cho lên khu vực xếp này. Tiếp theo thì ở khu vực tầng 2. Khu vực tầng 2 thì chúng tôi có bố trí cho các bác những công năng như sau. Thứ nhất, ở đây là một phòng ngủ đúng bác nhỉ? Ừ, phòng ngủ. Đây chính là phòng ngủ. Phòng ngủ này có diện tích là 19.74 m². Đây, và phòng ngủ này là không khép kín các bạn nhé. Tiếp theo ở khu vực sau này, sau cái phòng ngủ này chính là khu vực phòng thờ. Đây chính là khu vực phòng thờ của gia đình bác. Đây, và khu vực phòng thờ này thì hướng ra cái ban công này. Đúng rồi. Ban công tầng 2. Ví dụ để về đằng đây thì. Vâng. Bộ bàn phong thủy cháu là phòng thờ của bà ở đây. Là phong thủy như này này. Dạ, vâng. Xem là đường là đường. Vâng, đúng rồi, cái phong thủy là để ở đây rồi ạ. Thế mình hỏi chú cũng để đây hay là để đây để. Vâng, để vâng. Thế tiếp theo là một phòng ngủ số 2 của công trình này. Phòng ngủ này có diện tích là 12.56 m². Đây vẫn là cái nhà vệ sinh chung đúng không? Chung của hai phòng này. Vâng. Đấy thì ở chỗ cổng vào, ở cửa vào của phòng ngủ này thì bác có bố trí thêm một cái nhà vệ sinh chung để sử dụng chung cho hai phòng ngủ ở trên tầng 2. Đây, khu vực nhà vệ sinh chung của tầng 2 đây. Tiếp theo là đến khu vực phòng ngủ rộng nhất của công trình này, phòng ngủ số 3. Đây là chính là phòng ngủ số 3, phòng ngủ master của gia đình bên trong. Thì khu vực phòng ngủ này có diện tích là 20.3 m². Đấy, các hệ cửa bố trí rất là thoáng. Và ở dưới đây thì là các bác thợ đang tiến hành đắp những cái lam và những cái ô thoáng ở trên cái phần mái chữ A. Đây chính là những cái hệ lam gỗ, lam bê tông giả gỗ các bạn nha. Đấy, còn đây là chính là cái ô thoáng. Cái cửa ô thoáng ở phần mái sẽ chính. Đây là hai cái cửa nhỏ của hai cái phần sảnh hai bên. Đấy, và ở mỗi cái tầng của nhà vệ sinh thì chúng tôi có bố trí cho thêm mảng cửa hạ cốt và bố trí thêm một cái khu vực cắt xếp. Vâng, và vừa rồi tôi vừa giới thiệu qua với các bạn một mẫu biệt thự 2 tầng mái Thái theo phong cách hiện đại mà chúng tôi đã thiết kế cho gia đình bác Trong tại Kim Bảng Hà Nam. Thì nếu các bạn quan tâm đến mẫu nhà này thì hãy comment cho chúng tôi những lời nhận xét ở phía bên dưới. Hoặc nếu các bạn đang muốn thiết kế cho gia đình một mẫu nhà theo yêu cầu và phù hợp với cái tầm tài chính của gia đình mình thì hãy liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại phía bên dưới để chúng tôi có thể về tận nơi trực tiếp tư vấn, khảo sát và lên những phương án thiết kế cho gia đình mình một cái mẫu nhà thật là ưng ý. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video chia sẻ về mẫu nhà đẹp trong chương trình lần sau.